Xin chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Vui Khỏe Mỗi Ngày. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bệnh lý khá phổ biến, đó chính là bệnh động kinh. Thảo Nguyên mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi nha. Bệnh động kinh được định nghĩa là một rối loạn của não đặc trưng bởi nguy cơ diễn tiến của các cơn co giật kiểu động kinh tái diễn. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tỷ lệ người mắc bệnh động kinh trên thế giới chiếm khoảng 0,5% dân số, thay đổi tùy theo địa lý. Tại Việt Nam, khoảng 2% dân số bị bệnh động kinh, trong đó gần 60% số bệnh nhân là trẻ em. Cô thấy bệnh động kinh là cái bệnh rất là nan giải. Tôi đã từng thấy người bị động kinh rồi, và mặt họ thì lúc đó bị biến dạng và tay chân co giật rất mạnh. Bệnh động kinh là đôi khi là nhiều người nói là do căng thẳng, áp lực công việc, thần kinh của mình, hay là do cái suy nghĩ của mình dồn vào một công việc nào đó. Khi mà thấy người bị động kinh thì tôi rất là sợ. Động kinh thường là hậu quả của một bệnh có sẵn ở não. Bất kỳ một bệnh nào ở não cũng có thể gây ra co giật. Nhưng không phải ai cũng bị bệnh đó đều sẽ bị động kinh. Trẻ nhỏ bất kỳ bị sốt do nguyên nhân nào cũng có thể gây ra co giật. Khoảng 3% trẻ em co giật vì sốt thì sau này phát động kinh. Bệnh động kinh là xảy ra ở mọi lứa tuổi. Thì đúng, nó sẽ có những lứa tuổi là thường nhất. Thì thường lứa tuổi thường nhất là chúng ta gọi là hai đầu ạ. Có nghĩa là những đứa bé rất là nhỏ hoặc là những người lớn tuổi. Thì hai nhóm tuổi đó là thường nhất. Thực sự ra cái tỷ lệ mà thường nhất là những người lớn tuổi. Kế đến là trẻ em. Còn nhóm tuổi giữa giữa thì tỷ lệ ít hơn. Và tương ứng với mỗi lứa tuổi đó thì chúng ta thấy các nhóm nguyên nhân nó khác nhau. Ví dụ người lớn tuổi sống càng lâu thì chúng ta thấy có nhiều nguyên nhân khác. Ví dụ như tai biến bộ não, rồi thoái hóa não, u não, vân vân, rất là nhiều, nó tích tụ qua bao nhiêu thời gian. Lứa tuổi nhỏ thì sẽ có những nhóm nguyên nhân mà đặc hiệu, ví dụ trong quá trình mang thai, khi sinh, vân vân, hoặc là giai đoạn mà tuổi nhỏ. Nhưng mà nói tóm lại thì bệnh động kinh xảy ra ở mọi lứa tuổi. Và lứa tuổi mà thường gặp nhất là hai đầu, là nhỏ nhất hoặc là lớn nhất. Chúng ta nhớ là bệnh động kinh á, một khi mà đã quyết định điều trị thì chúng ta phải tuân thủ theo điều trị của bác sĩ. Chúng ta nhớ là bệnh động kinh là hiện tại bây giờ là chúng ta dùng thuốc tây. Thực sự ra các phương pháp mà điều trị gọi là dân gian hay là cổ truyền không có áp dụng trong trường hợp động kinh. Chúng ta nhớ, chúng ta không có bấm huyệt, không có châm cứu trong trường hợp điều trị động kinh, hoặc là chúng ta không có thể dùng các phương pháp mà nghe truyền miệng. Ví dụ chúng tôi gặp nhiều trường hợp bệnh nhân động kinh lại được hướng dẫn là đi uống máu dê rất là nguy hiểm, hoặc là uống, hoặc là ăn dơi, vân vân, đủ thứ. Thực ra bệnh động kinh khi chúng ta quyết định điều trị là uống thuốc tây, và chúng ta không tự mà mua thuốc, không tự chỉnh liều, mà cái đó phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ mà chuyên khoa. Và quá trình điều trị chúng ta phải tuân thủ quá trình điều trị, và chúng ta nhớ là trong quá trình điều trị thì có thể có tác dụng phụ xảy ra, và chúng ta phải lưu ý nếu có những cái thay đổi gì chúng ta liên lạc với bác sĩ để bác sĩ điều chỉnh lại. Người bệnh động kinh có thể ăn uống bình thường, nhưng mà chúng ta chỉ tránh các chất kích thích, chẳng hạn như rượu, bia. Đó là những cái mà chúng ta nên tránh. Nhưng mà cái sinh hoạt là quan trọng. Ví dụ như người bệnh động kinh là phải nên được mà ngủ giấc ngủ đầy đủ, không nên thức khuya, mà nói chung là tránh cái hiện tượng mất ngủ. Giảm được stress thì cũng là điều tốt. Còn các hoạt động mà thể dục thì vẫn có thể hoạt động được. Tuy nhiên thì nếu mà cái cơn chưa được kiểm soát tốt thì chúng ta tránh các hoạt động mạnh.